Mặc dù hiện tại thì chiến hạm mình đã không ngừng hoạt động, nhưng mà hàng năm thì có rất nhiều những binh sĩ của chiến tranh, những cái năm về trước thì họ thường ghé tới cái thành phố San Diego này và thăm lại cái chiến hạm USS Midway, như là một cái ký ức để người ta nhớ lại kỷ niệm xưa mà trong cái những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Thì ngay ở trong này là thời bình rồi thì những cái ký ức vẫn ùa về. Ở đây là người ta bán vé, thì người lớn 26 đô. Đấy, mà trẻ con mà dưới 5 tuổi ấy là hoàn toàn miễn phí, hay là những người mà sĩ quan làm việc trong quân đội thì cũng hoàn toàn miễn phí. Trong này thì có tour guide, nó nói tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nhật. Rất là kỳ vĩ. Và trong này là có bảo tàng, có bán những cái đồ lưu niệm, những chiếc áo hay là những chiếc huy hiệu, những chiếc logo của hạm đội 17 Thái Bình Dương. Nếu mà mình dành thời gian mình đi buổi sáng thì mình nghĩ là ít nhất là phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mình mới có thể đi theo dõi hết được cái chiến hạm Thái Bình Dương này. Ở đây là có người, người ta đang maintenance, người ta sơn lại những cái mà chỗ mà bị hoen gì. Cái chiến hạm này thì chủ yếu là người ta chở những cái máy bay, những cái máy bay quân sự. Các bạn thấy không? Đây là những cái chiếc máy bay quân sự ở bên trên này. Đấy. Những chiếc máy bay quân sự phục vụ trong chiến tranh. Góc khác của cái chiến hạm này. Nếu mình để ý kỹ hơn thì đây là các mô hình của những người hải quân làm nhiệm vụ đứng canh góc. Đây là phần cuối của cái hạm đội USS Midway. Ở bên trên là còn có cà phê 41, là cái coffee shop. Ngày nay thì ở cái chỗ hạm đội này, ngay phía bên ngoài là người ta làm cái chỗ như là một cái park, một cái harbor mà để mọi người có thể tới và thư giãn, tập thể dục buổi sáng rất là nhiều. Ở đây là có những cái memorial, tượng đài. Tượng đài để tưởng nhớ những cái vị chiến đấu trong chiến tranh.
đây là một cái góc bên cạnh của cái USS Midway. Đây là chiến hạm mà USS nhìn từ xa. Bên trong là bây giờ người ta đã mở những quán cà phê, những bán đồ lưu niệm. Và bên trên là mình thấy có rất nhiều những máy bay quân sự này, thấy không? Các loại máy bay quân sự khác nhau. Và hai cái mà nó đang chạy này đó chính là mấy cái radar mà có thể nhận và truyền phát tín hiệu, và có thể maybe có thể là nhận biết được cái sóng của những cái máy bay ở phía đằng xa mà để cảnh báo cả đội nữa. Đây là những cái tượng đài để tưởng niệm. Wow, và trước mắt mình kia đó chính là cái bức tượng nổi tiếng trong thế giới chiến tranh lần thứ hai. Đó chính là bức tượng Unconditioned Surrender. Đó chính là tượng là đầu hàng vô điều kiện. Một bức ảnh mà nổi tiếng để nói về sự chấm dứt của chiến tranh thế giới lần thứ hai và đem lại hòa bình cho thế giới của mình. Trong cái chiến tranh thế giới lần thứ hai thì là nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Qua đó chính là thời gian tuổi trẻ của những đôi thanh niên và thiếu nữ của ngày trước. Và khi mà chiến tranh thế giới lần thứ hai mà kết thúc một cái thì đó chính là những cái lúc mà cái sự tự do, sự bình yên và tình yêu nó sẽ được thể hiện rất là rõ rệt. Một bức ảnh mà mang tính là thời sự và lịch sử lúc bấy giờ. Cái điểm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho mọi người khi tới thành phố San Diego tham dự của hôm qua đó chính là bức tượng huyền thoại. Phải nói một từ là huyền thoại ở đây là sao? Nó có tên là Unconditioned Surrender, đó chính là đầu hàng vô điều kiện. Đấy, cái sao mà cái tượng này nó được gặp ở đây là vì trong thế giới chiến tranh thứ hai thì khi mà người ta tuyên bố chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc một cái thì đó chính là niềm vui, niềm sướng tột cùng của biết bao nhiêu người, trong đó có cái thế hệ thanh thiếu niên. Họ đã hy sinh tính mạng, hy sinh của trẻ, hy sinh tình yêu và hy sinh lớn lao, hy sinh rất nhiều những thứ về gia đình và để họ cho cái cuộc chiến tranh đầy vô nghĩa, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và khi mà chiến tranh kết thúc đó cũng là niềm vui sướng tột cùng của rất nhiều thế hệ thanh thiếu niên với nhau. Và cái mà cái biểu tượng này của một người sĩ quan, một người đội quân và một cô y tá thể hiện một tình yêu rất là trong sáng, rất là tươi đẹp. Nó như là một cái sự niềm vui mừng tột cùng của thế giới sau khi mà chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Và trong cái khoảnh khắc đấy, cái biểu tượng này đã được ghi lại bằng những cái tấm hình rất là đẹp đẽ. Và chính vì thế nó được ở đây cạnh chiếc hạm đội USS Midway. Bên cạnh đó là chiếc hạm đội USS Midway ở đây. Và một cái sự biểu tượng chiến tranh khốc liệt như thế nào thì con người, tình yêu, niềm thương mến của mọi người với nhau vẫn hơn chiến tranh cả. Và qua bão tố, qua sóng gió, qua chiến tranh thì cái tình yêu, cái sự hòa bình nó sẽ trở về với tất cả mọi người. Đấy là một cái khốc liệt rất là tươi đẹp và khốc liệt, đấy là rất là nhân văn, một cái bức tượng đặt tại đây để mọi người
nói để nhớ cho mọi người biết rằng chiến tranh không giải quyết được vấn đề gì, có hòa bình, có niềm vui, có niềm tin và sự yêu mến của mọi người thì mới sống còn. Một cái biểu tượng phát triển và thế giới hiện đại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chuyến chuyến là đi San Diego lần này của mình. Và ngày mai sẽ có một vài những điểm khác chia sẻ.